Hello anh em đã quay trở lại kênh của mình nha. Và hôm nay mình sẽ review con Switch Pad mới nha mọi người. Switch Pad mới thì vừa ra mắt có ngày hôm qua. Do ngày hôm qua mình bận quá nên mình không có làm video. Và hôm nay mình làm video cho mọi người coi nha. Switch Pad mùa này thì tôi thấy cũng khá là ok. Giá của Switch Pad thì chỉ có 60k thôi nha mọi người. Mọi người nạp trên web ấy, mọi người nạp trên web Vinh ấy. Còn mọi người không biết cách nạp ấy, thì lướt lại video cũ tôi, mọi người xem cách tôi dẫn cho mọi người cách nạp nha. Ok mọi người cứ sự là Switch Pad nào thì tôi khuyên thật là mọi người nên nạp đi, mọi người có điều kiện mọi người nên nạp, tại vì nạp đó phải là do có xe có đồ không nữa, mà nó còn có kim cương với binh để mọi người tích để săn được những con xe kim cương đấy. Mà cái chế độ năng hiện tại bây giờ tôi thấy nó cũng khá là tiện đó mọi người, kiểu nó năng bấm, mọi người chỉ cần bấm sẵn thôi là năm lần thôi là mọi người phải năng mát cái xe rồi, mọi người không cần hỏi nhiều người khác là xe này năng sao gì mày. Game bây giờ tối ưu cho người khá là dễ dàng để chơi ha. Chứ lúc mà cái thời mà mình mới đầu chơi á, là thời đó vẫn chưa có cái này đâu, cực lắm. Em này thì nó sẽ chia nhiều mất bay cho mọi người. Em nó thì bay 2 lần như ngọc tỷ đồng hổ ấy. Em nó sẽ cộng tốc độ gần 7 km ấy. Tôi nhớ là vậy. Đây để sẽ tôi xem đây. Giờ xem màn hình của nó trước nha mọi người. Em nó cũng có một cái skin nữa, nhưng mà mọi người làm tới level 150 mới có skin nha. Ok mọi người vô test tốc độ với em nó nào. Tốc độ này thì chưa có lỗi bút 10 xe da ai dính diễn nè, mọi người cứ cộng tầm 1 km vô là có thể là tốc độ chuẩn của em đó nha. Tại vì Switch Pad mùa này mình chưa có nạp nữa, mình nhận xe sớm. Thông số thì mình sẽ ghi kỹ lại cho mọi người xem nha. Xe này thì tôi thấy ngoại hình nó khá là cute, cái bô cũng khá là đẹp nha mọi người. Bộ khá là đẹp á, tôi thấy cảm giác xe khi trong đây thì thấy cảm giác xe chạy khá là đầm nha. Khá đầm, cảm giác chạy này tôi khá là thích nha. Ok mọi người vô trận đầu tiên với tôi nào. Trận đầu tiên là Thiên Cung Lập Mộng nha. Đúng map em nói luôn mọi người ơi. Ngay cái map mà em nó chia mất bay rồi. Em này thì vô mất bay sẽ mạnh nha. Em này thì không có bằng con Switch Pad hay là Mulan, nhưng mà em nó sẽ mạnh như chỉ mưu chiên về mất bay. Em nó thì kiểu cũng cần bằng cách chiên chiếc trắng á, mà có thể là mạnh hơn cánh viên chiếc trắng một tí. Tôi thấy là cảm giác nó mạnh hơn cánh viên chiếc trắng tí, tại tôi sẽ thích cảm giác đua xe của nó. Nó đua khá là bám đường và khả năng để tóc nó cũng khá là ok, mà vô mắt bay mini boost nó cũng ok nữa. Còn cái phần thích nitro thì mọi người cứ vô nó mắt bay thì mọi người cứ cho em nó một con pet là cộng nitro vô là mọi người khắc phục được điểm yếu đó thôi. Tại tôi thấy có nhiều người phản ánh là em này thích nitro không được mạnh lắm. Ok tôi sẽ giáp con xe màu hường nam tính vô nha. Mà Hường giác sự giả dối rồi đó mọi người. Rồi mới vô mọi người cạnh tranh quá nè. Ai á pha đã tôi quên kiếp trên không nữa tài. Ừ mà tôi công nhận là tôi đua gà này nha mọi người. Tôi nói là tôi không đua hay nào hết trơn á. Cho nên mọi người biết rồi đó. Là mấy ông nói tôi đua gà tôi chịu biết sao giờ. Tại tôi đua gà thì mà phải chữ thiệt chứ. Ê mà pha nãy hơi lỗi nha. Bay qua hơi hỗn loạn. Ông kiếm cầm S12 đu căng thế à. Có một ông hổ đây nè. À ông hổ cho cút nha. Còn hai ông S12 nữa. ESU vừa qua một ông nè, còn ông nữa. S12 map này nó cũng có bạch tăng tốc nhiều nên cũng khá là mạnh. Con S12 thật sự là hiện tại giờ tôi thấy chạy khá là ngon á. Hình như là tôi thấy cái lỗi mà mắc út đó mọi người. Ừ mới ra thì nó có cái lỗi mắc út đó. Tôi thấy lỗi mắc út đó như được fit đó mọi người. Tôi thấy bữa giờ là tôi chạy thử là không còn bị lỗi mắc út nữa. Ơ à, khúc đó tôi quên ngắt nitro mọi người ạ. Đang kiểu không có đua ấy. Cho nên hơi ấy tí. Làm chậm một nhịp rồi. Kiểu này sao được kịp ông kia chạy. Ok ok thôi không sao không sao. Tem thắng là được. Tem chiến này toàn thắng này cộng điểm nhiều nha. Nếu mà mọi người có điểm ngày mà thêm tem này trận đầu ngày mọi người nó cộng tặng 10 điểm luôn ấy. Tem bị nhiều. Ok em kiếm đua phút 25. Tôi đua phút 26. Cũng khá là ok. Vô trận tiếp theo này nha mọi người ơi. Con xe tôi thấy đánh giá khá là mạnh nha. Chạy ngon. Ok vô trận tiếp theo nè. Con này tôi thấy là nó chạy khá là bám đường. Chạy cảm giác chạy khá là đẹp đã nha. Không mà tôi cảm giác thích chạy mấy con xe mà có cảm giác chạy như này ghê. Mọi người không biết mọi người thấy sao giờ con xe này, chứ tôi thấy là cách chạy của con này khá là phái nha. Thì em nó không được mạnh hơn nhiều xe khác, nhưng mà tôi phái cảm giác chạy em nó. Ok chốt ưng cái đó rồi đó.
Cảm giác chạy của tôi thì mọi người biết rồi đó, là kiểu nó bám đường và qua cua ok, ít bị dính ghiếp, nó kiểu vậy đó. Ôi chặng này có cả CT nè mọi người, CT3 luôn, mà tay mình không biết CT3 chặng này sao đây. Để xem nha, chặng này có sự cạnh tranh lắm nha. Anh em cùng theo dõi trận đấu của tôi thế nào. Trời ơi nó lắc kìa mọi người. Qua đó tôi động mắt tôi nó lắc luôn á. Mấy người có thấy không nữa. Mà công nhận bộ xem này khá là đẹp nha. Ông T3 này đua cả bộ căng rồi nha. À, có ông con rồi đầu con ếch chạy xe hoa lòng mũi lam mọi người. Tôi đang top 1 xe Sipat hiện tại á. Khá là mạnh nha. Ồ. Căng gì bà. Căng gì căng gì căng gì. Căng sao lại tôi lắc á, phá đó tôi bị lắc mọi người. Game dạo này hơi lắc lại nha. Trời ơi pha đó vậy chữ thì chứ. Ok ok chờ tí, tôi sẽ cố gắng tôi vượt lên ông nha. Khúc này mọi người. Nó khúc này ông đó xử lý không mượt lắm là tôi có hỏi lên nè. Hay dính trưởng liền siêu chuyên hướng nè. Nó chưa đủ đồ công lắm, pha đó là phải cố gắng đè thêm tí nữa đủ đồ công. Nó ông này cũng căng đấy à. Mới đây lên là liền không. Trời ơi pha đó tôi không suy hướng được, pha đó tôi mà suy hướng cái đụt công đung đầu vào tường nên tôi bấm thắng cái nên nó không có chệch cái đường. Trời ơi, tí nữa là tôi rớt dính ngay chỗ hoa đăng này. Áo này đụt căng quá, cố gắng giữ ổng mới được. Dính ghiếp hen này thì siêu dưới hướng với chúng tôi đang đua căng mà siêu dưới hướng tập là xong nhông già. Ok thì là bằng gì đích thôi, ngon. Trận này kỷ lục cũng khá là cao ấy, ngon. Ê thấy có mềm à không sao, trận này thắng. Ô bạn T3 kì trời, phải chữ hiểu chứ. Anh em vô trận tiếp theo tôi chúng tôi nào. Ồ trận tiếp theo, trận tiếp theo map gì đây, map gì đây, map gì đây. Quỷ châu lộ. Một con em mà chặng này tôi đang review ấy cho nên review CCPass nên không có chạy F12 được. Map này chạy F12 hơi mạnh đó mọi người. Hơi tiếc. Ô chặng này tem tôi lại có T3 này. Đây bằng full mong phách luôn. Và một con F12 ở chặng này mọi người chạy xe tiền không trời. Tôi cầm con quả xe 60k vô. Phải chữ hay chứ. Đó chiến này mà xe 60k mà top 1 là mọi người có hiểu gì đó. Vấn đề kỹ năng. Trời ơi khởi động được, có khởi động tốt trời. Trời ông kêu ông công đích cái nhẹ thôi là mắc cái bút rồi. Ừ mà tôi thấy nãy giờ tôi thấy cạnh tranh là con xe này về cái mã là chống đụng là tôi thấy cũng không được mạnh lắm nha. Khá là yếu á, tôi thấy khá là yếu á. Tao mới chậm nhẹ cái là muốn bay sát dách vậy. À mới vô này mấy ông này cạnh tranh ghê đấy. Khúc này quyết định mọi người, khúc này quyết định nè. Rồi còn cứng được khúc này nha. À hai ông ba ông. À ông kia còn cứu được, kia còn cứu được. Đúng là khúc đó là khúc định mệnh mọi người ạ. À khúc này bấm khách chậm nè. Qua wow, ông luôn. Xe đúp nhanh luôn. Khúc đó tôi tính chiều dưới hướng mà sợ nó bị dính ghiếp cái là toàn luôn. Xong bỏ liền. Trời ơi mọi người nói xe tiền nó đi. Tôi cầm con xe 60k mà còn top 1 luôn đây nè. Chặng này toàn xe VIP không mà chạy có lợi tôi đâu. Nên mọi người cố gắng rèn luyện kỹ năng nha. Kỹ năng rất là quan trọng. Không phải là mọi người cứ có xe VIP là mọi người đua hơn người ta được đâu. Tôi không nói là không hơn được nhưng mà mọi người cũng phải có trình mới đua hơn người ta được nha. Ngon lành giờ băng banh dính thế nào. Đầm mấy pha cái bỏ xa mọi người ạ. Ngon. Top 1 liền mọi người. 1 phút 19 luôn. Thơm. Chặng này đua ai nhập á.
chứ đua cũng khá là gì khá là ngon á, cặp xe sẽ bắt mà đua đua 90 phút 19 là cũng mạnh đó mọi người, chứ phải yếu đâu. Ok, vô chặng cuối nào, cho sự nung chảy ha, rồi một cái map mà tôi chạy cực tệ luôn. Không mà xong sao map này chiên map bay của em nó chắc tôi nghĩ là sẽ ngon. Mong là gì? Đừng có mong là tôi đừng có làm mấy pha mù mắt mọi người xem. Chứ map này tôi đưa gà lắm mọi người, map này tôi đưa mắt gà luôn. Mọi người biết nếu mà mọi người có coi những video trước thì tôi có vô map này là tôi bảo tôi phiền thiệt mọi người là xem cố gắng đừng có bị mù mắt. Tại vì tôi đưa map này rất là gà. Mọi người coi video tôi nhớ cho tôi xin một like một đăng ký nha, đừng quên đó. Ghê vậy, ông xem mà Hồng Phi đó chạy ghê vậy ba, đâu ra mét 12 nên lên tông cái rồi giảm tốc kìa. Sao trận này thì tuy sẽ bắt nhưng mà cũng không ngán S12 đâu nha. Ngon. Ấy vậy, what the fuck? Pha đó tôi làm cái gì vậy? Tự nhiên tôi đè thêm một lần gíp nữa cái nó trơn gíp tặc mặt cho kia luôn, phải chửi thiệt chứ. Ê. Trời ơi tôi mém tặc pha đó mọi người. Pha đó tôi mém tặc á. Không sao, sao còn S12 trước mặt. Gíp kinh không, xe đúp nhanh nè, siêu dương hướng luôn nè. Ok. Ừ mà về cái phần siêu dương hướng mọi người thật sự là cái siêu hướng thật sự là không thành công lắm đâu, đôi khi nó cũng đâu cần công đâu mọi người. Thật sự là mọi người thao tác đúng và nó ra đúng theo ý hướng, cái hướng mọi người đi rồi được. Mọi người nên nhớ rằng sử dụng skill á là mọi người sao mà cho cái con xe mọi người kiểm soát được đường cua đó, để đua qua đường cua đó ngon lành là mọi người thấy ok rồi, không cần nhất thiết là nó phải cong vòng hay là cái gì đó nhìn nó đẹp đẹp đâu, nó thiệt là không cần lắm đâu, tại nó sự coi khi nó cong vòng gì nó cũng tông vô tường chứ bộ. Thôi trận này cũng ok, lỡ mấy pha tào lao vậy mà cũng được top 1 mọi người, trận này có bộ tem tôi toàn win nè, ngon. Rồi khúc cuối làm xu hướng cái mà đụng cái tường phải chữ hay chứ. Ok và tôi xin kết thúc video tại đây nha mọi người, coi thấy hay tôi xin một like một đăng ký, đừng quên bình luận những gì mọi người thắc mắc với nha mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video rất nhiều, bây giờ tôi xin bye bye, tạm biệt mọi người.